Xin chào các bạn nha. Tiếp tục đa dạng vlog sẽ ra một cái clip mới. Hôm nay thì bạn tôi đang đi chích cá các bạn. Đi chích cá. Đây. Cái bình chích đây các bạn. Đó, cái bình chích đó. Cái bình chích. Đây là cái gùi các bạn, cái gùi này. Chích cá bữa nay không có cá các bạn. Giờ cũng 9 giờ rồi. 9 giờ đêm mà không có cá. Có được mấy con à. Cái này chắc được khoảng không biết được bao con lạ xong nữa. Nó gồm có cá này. Cá lóc. Cá trắng, cá mè zin. Cá chạch. Cá lồng tông. Cá rô phi, cá chốt, cá lăng. Nhìn như vậy thôi mà nhiều loại cá vết các bạn. Nhiều loại cá. Mấy loại cá này thì chỉ có dân miền núi mới có các bạn. Nó ở trên cái sông suối mới có nha. Mấy loại cá này nhiều nè. Còn ở đồng bằng thì ba con cá rô phi, cá lồng tông, cá linh. Ở đây có con cá chạch nè các bạn. Đó, cá chạch nè. Các bạn thấy không? Nó nhiều loại cá lắm. Thì đi thì cũng mang theo bữa cái chặt nhỏ tôi ra ngày quá trời luôn mà nhiều luôn anh bây nhiều giờ bó đúng. Tay tôi ra tôi có đoạn này này tôi có đoạn này tới đây này là hơn ký rưỡi cái chặt dưới đây là con rắn nước nha các bạn. Đó, rắn nước này, trứng của nó này quá hấp dẫn luôn. Cái con này cỡ khoảng chục con như thế này thôi là kiếm con tép là được 4 lạng quá ngon. Còn cái này là vỉ cá nha các bạn, vỉ cá nướng, chuẩn bị nhậu. Cũng làm bơi xị. Đây. Đây là vô cái nhà ông anh này. Bao lưới này. Vô nhà ông anh cái chòi thôi chứ nè. Tức vợ quá. Tức vợ quá hả? Tức vợ quá ngủ nè. Không sao. Ngủ thì có gì đâu mà. Đâu? Mày xem thử cái cá nó chín chưa? Cái con rắn nó mày lấy trứng nó mày để bên để nó lật lại. Không nó rớt trứng. À cái anh đi chặt củi nữa hả? Cũng ngon các bạn, dân dã thôi mà ngon. Thôi xin chào các bạn nhé.